Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sporting Saigon và câu lạc bộ Korea Youth. Trận đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 10 của giải đấu Starborn International Football League Saigon mùa giải 2018-2019. Đây là trận đấu giữa hai đội bóng đang đứng ở vị trí chót bảng và vị trí ép chót trên bảng xếp hạng của giải bóng đá Starborn. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc thì các thủ Sporting Saigon đã chen lên. Jisung, số 35 là Ram, số 38 là BC, số 40 là Pop và cầu thủ mang áo số 39 là Edward Tony. Anh cũng đã có mặt trong vùng cấm của đội nhà. Đánh đầu, một quả tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Sporting Saigon. Một tình huống tưởng chừng như đã có tình huống cứu thua đến từ thủ thành bên phía cầu thủ Korea United. Thì pha đẩy bóng của anh là không đủ để cứu thua cho đội nhà trong một tình huống mà Sporting Saigon đã tỏ ra quá vượt trội về chiều cao. Cơ hội dành cho các thủ Sporting Saigon. Andy West dèm trước đêm, không có bàn thắng dành cho Sporting Saigon. Một cú sửa lòng rất đẹp của dèm, những bóng lại đi chệt khung thành. Xem bên trong đang có Ugo và đang có Newton. Cơ hội dành cho Ugo. Tốc độ của Ugo vẫn là Ugo trước đêm. Pha dứt điểm góc hẹp của Ugo nhưng không thành công. Vẫn là những pha chuyền bóng và để mất bóng một cách vô duyên đến từ cầu thủ Korea United. Tốc độ của Ugo. Ugo vẫn quá khỏe, vượt qua tới 4 cầu thủ và vượt qua cả thủ môn. Nhưng vừa rồi thì anh lại không thể chiến thắng được cục dọc bên phía cầu thủ Sporting Saigon. Ugo vừa rồi đã vượt qua tới 4 cầu thủ bên phía cầu thủ Sporting Saigon. Số bàn thắng của Sporting Saigon đang bằng đúng số cơ hội mà cầu thủ Korea United có được. Và vừa rồi là một cú dứt điểm đến từ cầu thủ Sporting Saigon. Và đúng lúc này trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sporting Saigon và Korea United. Trận đấu khép lại với tỷ số là 2-0 dành cho Sporting Saigon. Và với kết quả này thì Sporting Saigon sẽ vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 9 điểm có được và thi đấu nhiều hơn đội bóng xếp sau họ là Fighting Cup một trận. Và chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2, trở lại với giải đấu Starborn International Football League Saigon mùa giải 2018-2019 vào ngày mai với những trận đấu rất đáng được chờ đợi. Và buổi bình luận của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Japan FC và câu lạc bộ Saigon Sen trong khuôn khổ vòng 10 giải bóng đá Starborn International Football League Saigon mùa giải 2018-2019. Một trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cả hai đội bóng. Lúc này thì cả Saigon Sen và Japan FC đều có được 13 điểm và đang đứng lần lượt là vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng. Lúc này thì cả Saigon Sen và Japan đều đang kém đội bóng dẫn đầu là Saigon Rider. Hàng thủ của Saigon Sen đang gặp đôi chút vấn đề. Đánh đầu, không thể có bàn thắng dành cho Genda cũng như là cầu thủ Japan FC. Tiếp tục là Hirosa. Tốc độ của Genda, Genda đã vượt qua được một cầu thủ bên phía của Saigon Sen dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Japan. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 84, Sakai. Một pha thoát đi của Genda và sau đó là đường kiến tạo không thể tốt hơn. Cơ hội dành cho các cầu thủ Saigon Sen. Tốc độ của Bobby rất nhanh, không thể có được cú dứt điểm. Vẫn là Bobby,
không để có bàn thắng dành cho Saigon Sen. Genda cơ hội dành cho cầu thủ Japan. Pha tăng tốc của Sakai đánh đó. Tỷ số là 2-0 dành cho cầu thủ Japan. Lại là một tình huống giống như trong 11. Những lần này người chuyền bóng là cầu thủ mang áo số 84 Sakai. Và người ghi bàn là Genda. Một tình huống đáp lễ của Sakai đối với Genda. Một trận đấu khó khăn dành cho Saigon Sen. Một tình huống dứt điểm thẳng của Hiroza. Tỷ số là 3-0 dành cho cầu thủ Japan. Hàng phòng ngự của các cầu thủ Saigon Sen đã bị đánh bại. Mà người vui cái bàn là Omori. Một tình huống phá bóng không tốt đến từ cầu thủ Saigon Sen. Chính xác là một pha đấm bóng không tốt của Sinboy. Và 3-0 dành cho cầu thủ Japan. Trận đấu gần nhất mà cầu thủ Japan thất bại đó là trận đấu bù với cầu thủ Olympique ở Sài Gòn, chính đối thủ cạnh tranh với họ. Cơ hội dành cho cầu thủ Japan, Azuzi, và 4-0 dành cho cầu thủ Japan. Số 53 đã có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Họ đang dẫn trước đối thủ với tỷ số là 4-0. Đánh đâu? Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 dành cho cầu thủ Saigon Sen. Người vừa có pha đánh đầu là số 33 Dolan. Sau pha đá phạt góc của Zentis. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã thổi còi khép lại trận đấu giữa câu lạc bộ Japan FC và câu lạc bộ Saigon Sen. Japan đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-1. Một chiến thắng để giúp cho đội bóng áo vàng Japan FC vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm có được sau 9 vòng đấu. Họ tạm thời sẽ vượt qua Olympique ở Sài Gòn. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang ở sân trường của trường Đại học Thể dục Thể thao và đón chào trận đấu trong khuôn khổ vòng 10. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Fighting Cup và câu lạc bộ Olympique ở Sài Gòn. Trận đấu thuộc giải bóng đá Starbound International Football League Sài Gòn mùa giải 2018-2019. Một trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Fighting Cup đang đứng ở vị trí thứ 7. Họ đang có 8 điểm, kém 6 điểm so với câu lạc bộ đang thi đấu với họ trong trận đấu ngày hôm nay là Olympique ở Sài Gòn. Xin lỗi vì số 11 của cầu thủ Fighting Cup ngày hôm nay là Đức Tường. Đánh đầu 1-0 dành cho cầu thủ Fighting Cup. Người vừa ghi bàn là Đức Tường. Một tình huống bóng bổng. Và các cầu thủ Olympique ở Sài Gòn đã quá chú trọng vào Edward và bỏ rơi đi cầu thủ mã số 11 là Đức Tường. Người vừa kiến tạo cho Đức Tường là Gia Trung. Ngày hôm nay Julian, một cầu thủ quan trọng khác của Olympique ở Sài Gòn, cũng không thể góp mặt. Rất nhiều sự tổn thất bên phía đội bóng áo trắng. Cơ hội dành cho Fighting Cup, quá đẹp mắt. Tỷ số được nâng lên 2-0.
Batista. Batista là để móc bóng cực kỳ nguy hiểm. Edward. Tỷ số là 3-0 dành cho các thủ Fadigot. Ở trận đấu gần nhất mà Fadigot có được 3 bàn thắng trong hiệp 1, đó là chiến thắng 7-1 của họ trước câu lạc bộ Sporting Saigon. Một đội bóng đang có phong độ rất cao là Olympique ở Saigon ngày hôm nay. Hãy để cho Fadigot dẫn trước 3-0. Quá đáng tiếc. Cơ hội tiếp theo dành cho Edwin. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho Olympique ở Saigon. Một sai lầm của hàng phòng ngự. Và ngay lập tức sai lầm đó đã bị trừng phạt bởi Edwin. Trước đó là cơ hội không thể tốt hơn dành cho Batiste, nhưng anh không thể tận dụng thành công và đồng đội của anh là Edwin. Sau đó là tận dụng rất tốt sai lầm đến từ cầu thủ Hai Tiên Cục. Một sự tăng cường cho hàng công. Batiste tốc độ của cầu thủ mã số 93. Đánh đầu 2-3 dành cho Olympique de Saigon. Batiste tự làm nên ba bóng và tự ghi bàn. Nỗ lực của Olympique de Saigon đang được đền đáp. Một bàn thắng nữa thôi họ sẽ gỡ hòa. Một mình Batiste tăng tốc và ghi bàn. Một khoảng cách có thể trước điểm thẳng. Rest. Tỷ số là 3-0. Quá tuyệt vời. Olympique de Saigon đang làm được những điều không tưởng tại giải đấu năm nay. Vì dẫn trước 3 bàn nhưng giờ là 3-0. Một siêu phẩm của Rest. Cơ hội dành cho Phan Thiên Cúc. Dứt điểm 4-3 dành cho Phan Thiên Cúc. Xuất phát từ đường mất bóng của đội trưởng Mitchell Block. Và khi mà để mất bóng như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Huy Sô. Cơ hội dành cho các thủ Olympique de Saigon. Dứt điểm 4-0. Quá hay. Bàn thắng quá đẹp của Batiste. Và ngay lập tức là Edwin cầm bóng về khu vực giữa sân để điểm giao bóng. Có lẽ Olympique de Saigon không hài lòng với một kết quả hòa, dù cho họ liên tục bị dẫn trước. Cú đúp của cầu thủ mang áo số 93. Không có gì khó khăn dành cho Jocelyn. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi chính thức kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Olympique de Saigon và Phan Thiên Cúc. Trận đấu khép lại với 8 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội trong một trận cầu. Và Phan Thiên Cúc hai lần vươn lên dẫn trước.